Chào anh em nghe, nay tiếp tục chương trình là gửi giống nha. Để cỡ này anh em về trồng tủ tủ kiến kiến tí xíu là anh em cái tỉnh xong anh em dỡ ra là nó vọt ra anh em. Hôm nay cũng vậy nha anh em. Cái lứa đầu cây cối nó hơi dài, lứa sau cây cối nó hơi ngắn. Anh em thông cảm. Bây giờ vô vụ rồi, không có tia, không có ngọn để mà cắt.